Thủ dâm là một cách để con người giải tỏa nhu cầu tâm sinh lý. Điều này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đây là một hành vi tình dục rất riêng tư và tế nhị, nên nhiều người còn cảm thấy xấu hổ và không thoải mái. Thưa các bạn, việc thủ dâm đúng cách và điều độ, lành mạnh xét về nhiều mặt sẽ có lợi nếu như bạn không quá lạm dụng. Lợi ích của thủ dâm hợp lý có thể kể đến các yếu tố như sau. Thứ nhất, nó có thể giải tỏa sự căng thẳng và giúp thư giãn cho các bạn nam giới. Nó cải thiện chất lượng của giấc ngủ, giải tỏa nhu cầu do ham muốn được đáp ứng. Thủ dâm lành mạnh giúp giảm thiểu khả năng rối loạn cương dương và chứng xón tiểu ở người nam giới. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ về cách thủ dâm lành mạnh. Các bạn hãy lưu lại và thực hiện theo nhé. Thứ nhất, các bạn nên thủ dâm với tần suất hợp lý và vừa đủ. Tần suất thủ dâm hợp lý còn tùy thuộc vào sức khỏe và cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên, theo một số các nghiên cứu uy tín trên thế giới, nam giới trong độ tuổi dưới 20 có thể thủ dâm điều độ khoảng 2 đến 3 lần một tuần vừa phải. Còn nam giới trên 30 tuổi có thể thủ dâm 1 đến 2 lần một tuần. Tần suất này được xem là phù hợp vì nó vừa đảm bảo sức khỏe của chúng ta, vừa không ảnh hưởng đến chất lượng công việc, học tập hay công việc cuộc sống trong ngày hôm sau. Thứ hai, chúng ta không nên vội vàng. Theo một số nghiên cứu, thời gian trung bình đàn ông xuất tinh khi thủ dâm chỉ dưới 5 phút. Lâu dần, điều này có thể khiến hình thành những cái thói quen và dẫn đến xuất tinh sớm khi bạn quan hệ thực sự. Thứ ba, thủ dâm an toàn. Nhiều người lựa chọn thủ dâm là một phương pháp thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý cá nhân mà vẫn tránh được các nguy cơ của việc quan hệ tình dục với những cái đối tác bạn tình, bao gồm có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, chlamydia, HPV, HIV, AIDS, viêm gan B và rất nhiều các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục hay gặp khác. Thế nhưng phương pháp này không an toàn tuyệt đối với những nguy cơ có thể tổn thương. Bạn vẫn có thể bị viêm nhiễm nhiễm trùng đường tiết niệu sinh dục từ các vi khuẩn trên bàn tay, ngón tay và các dụng cụ trợ giúp. Do vậy, việc đầu tiên bạn cần phải lưu ý trước khi hành sự là vệ sinh tay và các đồ chơi tình dục hay còn gọi là sex toy thật là sạch sẽ các bạn nhé. Thủ dâm là một hành động sinh lý hoàn toàn bình thường. Nó chỉ có hại khi bạn quá lạm dụng và nghiện thủ dâm. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu cách thủ dâm lành mạnh để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Nếu các bạn có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về các vấn đề về nam khoa, các bạn có thể để lại bình luận và sẽ được giải đáp bởi chính bác sĩ Trần Thành. Và đừng quên hãy đăng ký kênh của bác sĩ Trần Thành để có thể theo dõi thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe nam giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.